Giao tranh tiếp tục căng thẳng dọc biên giới, Pháp bí mật xem xét đưa quân tới Ukraine. Nga giành toàn quyền kiểm soát hỏa lực ở mặt trận miền đông Ukraine. Động thái mới nhất của Thụy Điển khiến Nga lo ngại. Áo trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Moscow tuyên bố đáp trả. cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Giữa lúc người dân Nga đang bầu cử, hãng AFP đưa tin Ukraine đã tăng cường oanh tạc hai tỉnh Kursk và Bengorod của Nga ở vùng biên giới hai nước. Một quan chức Ukraine cũng xác nhận thông tin này. Theo đó, ông Andy Yusof, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine có tên viết tắt là GUR, nói trên đài truyền hình quốc gia rằng hai tỉnh trên đã trở thành vùng chiến đấu. Lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết họ đang đối phó các cuộc tấn công từ lực lượng dân quân thân Ukraine ở tỉnh Kurt, giao tranh ác liệt dọc theo toàn bộ biên giới. Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Kênh RV Volkori cho biết các tay súng thân Kiev tấn công trong ngày thứ ba liên tiếp bằng xe bọc thép, cùng các nhóm nhỏ trên một số đoạn biên giới ở vùng Bengorod và Kurt. Những cuộc tấn công nhằm vào làng Tekino ở khu vực Kurt được thực hiện bởi năm mũi xung kích nhỏ dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh. Sau đó, các nhóm vũ trang tấn công vào khu vực Spodariusino và Nekotiipka. Nỗ lực chính của các nhóm tấn công là hướng Grairovon, tập trung vào các quận Spodorusino và Kojinka. Tại đây, họ tích cực sử dụng pháo phản lực bắn loạt, tấn công bằng máy bay không người lái cũng như pháo binh, cố gắng giúp các mũi xung kích có cơ hội tiếp cận vị trí của Nga dễ dàng hơn. Ngoài ra, các nhóm vũ trang thân ký ép ở hậu cứ cũng đang tập hợp lại lực lượng hoặc giả vờ chuẩn bị cho những đợt tấn công mạnh mẽ hơn hoặc thực chất là chuẩn bị gia tăng áp lực ở biên giới. Giao tranh ác liệt dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Ở diễn biến khác, trước đó sau hội nghị về Ukraine ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các bên tham gia đã xem xét việc gửi bộ binh tới Ukraine. Mặc dù không đạt được sự đồng thuận, nhưng ông Macron vẫn để ngỏ khả năng này trong tương lai. Ông Macron cũng khẳng định sẽ không có giới hạn nào trong sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine và ông coi đó là không phải sự gia tăng căng thẳng mà là một phản ứng tương xứng của Paris đối với các hành động của Moscow. Báo Le Monde gần đây cho biết, tuyên bố của Tổng thống Macron không phải là sự ngẫu hứng mà là một thông điệp chiến lược. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là bất ngờ trước tuyên bố của ông Macron. Theo Le Monde, ý tưởng đưa quân tới Ukraine đã được thảo luận trong cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Pháp vào ngày 12 tháng 6 năm 2023. Các cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia đều được giữ bí mật cao và có sự tham dự của Tổng thống Pháp, các bộ trưởng cũng như các nhân vật cấp cao khác theo lời mời của Tổng thống. Mặc dù Tổng thống Macron ban đầu vẫn giữ đường lối ngoại giao cởi mở với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp bắt đầu nhận thấy rằng, thông qua các cuộc điện đàm, ông Putin không còn nêu rõ mục tiêu chiến lược. Theo đó, ông Macron đã chuyển hướng vào tháng 6 năm 2023 và lên tiếng ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO để gửi tín hiệu mạnh mẽ tới ông Putin. Theo Kyiv Post, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông sẽ không chi một xu nào cho xung đột Ukraine-Nga và rằng Ukraine không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho biết sẽ là tin xấu nếu Tổng thống Joe Biden tái đắc cử ở Mỹ. Đáp lại, đại sứ Mỹ David Pressman tuyên bố trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 25 năm Hungary trở thành thành viên NATO rằng những nhận xét như vậy cùng với mối quan hệ nồng ấm của ông Orbán với Moscow và việc ông cố gắng loại Thụy Điển ra khỏi NATO có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hungary cũng từng triệu tập đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Biden nói Thủ tướng Orbán từng tuyên bố không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả. Trong buổi vận động tranh cử ngày 8 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từng tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả và đang theo đuổi cách nắm quyền cứng rắn. Ngoại trưởng Hungary Peter Srisakto phát biểu trong cuộc họp báo, Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận những lời nói dối như vậy của bất cứ ai, ngay cả khi đó là Tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Srisakto cho biết, Chúng tôi yêu cầu đại sứ Mỹ cho xem đoạn trích dẫn kèm theo địa điểm và ngày tháng về tuyên bố của Thủ tướng Hungary mà Tổng thống Mỹ cho rằng ông ấy đã nói. Rõ ràng Thủ tướng Hungary không đưa ra tuyên bố nào như vậy, do đó chúng tôi không nhận được phản hồi thực chất từ phía Mỹ quan hệ giữa mỹ và hungary trở nên lạnh giá trong những năm qua mỹ thường xuyên chỉ trích hungary vì quan hệ chặt chẽ với nga và trì hoãn nỗ lực gia nhập nato của thụy điển mỹ còn cho rằng tình trạng dân chủ ở hungary thụt lùi thủ tướng oban khẳng định cựu tổng thống trump là cơ hội duy nhất chấm dứt xung đột nga ukraine ông oban cho rằng xung đột sẽ không nổ ra nếu cựu tổng thống mỹ còn nắm quyền đồng thời cho biết việc ông trump quay lại nhà trắng sẽ là điều kiện tiên quyết cho hòa bình vững chắc tại châu âu bên cạnh đó tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết nga đã đưa gần như toàn bộ lực lượng mặt đất của mình tham gia xung đột ở ukraine do đó không gây ra mối đe dọa quân sự lớn đối với nato vào thời điểm hiện tại theo ông stoltenberg phần lan hiện đang ở vị thế an toàn hơn so với trước khi gia nhập liên minh bởi vì nước này hiện được bảo vệ bởi các nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo điều năm tổng thư ký nato cho biết về cơ bản, tất cả lực lượng mặt đất của Nga đều tham gia vào xung đột chống lại Ukraine. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy không có mối đe dọa quân sự ngay lập tức nào chống lại bất kỳ đồng minh NATO nào. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đảm bảo rằng các đối tác quốc tế của nước này sẽ hợp tác chặt chẽ về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết, cuộc điện đàm trên diễn ra một ngày trước cuộc gặp giữa ông Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Berlin trong ngày 15 tháng 3 để thảo luận về viện trợ cho Ukraine. Về phần mình, ông Zelensky cho biết, ông và nhà lãnh đạo Đức đã thảo luận về hợp tác quốc phòng và ông đã thông báo những nhu cầu ưu tiên phòng thủ của Ukraine. Cho đến nay, thủ tướng Scholz vẫn từ chối lời kêu gọi cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus, cho rằng quân đội Đức cần phải tham gia để giúp vận hành loại tên lửa tầm xa này và điều đó có thể dẫn đến leo thang xung đột quốc tế. Thủ tướng Scholz khẳng định đó là ranh giới mà tôi không muốn vượt qua tư cách là thủ tướng. Ngày 14 tháng 3, Quốc hội liên bang Đức Bundestag một lần nữa phủ quyết đề nghị chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine được coi là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất của Đức. Taurus là tên lửa phóng từ trên không, có tầm hoạt động trong khoảng 500 km. Tên lửa di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh và bay ở độ cao chỉ 35 mét, khiến các hệ thống radar khó phát hiện. Bên cạnh đó, một tập đoàn chế tạo vũ khí của Đức đang lên kế hoạch xây dựng ít nhất 4 nhà máy sản xuất ở Ukraine, với mục tiêu đạt doanh thu kỷ lục 10 tỷ euro, tương đương với 10,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo AFP, xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí của Đức trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách tái vũ trang trước mối đe dọa ngày càng lớn từ cuộc giao tranh đã kéo dài sang năm thứ ba. Từ năm 2023, nhu cầu tăng vọt đã đẩy chỉ số chứng khoán của tập đoàn chế tạo vũ khí khổng lồ của Đức Rheinmetall lên hàng Das blue chip, bao gồm 40 tập đoàn niêm yết lớn của nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu EU. Phát biểu tại buổi công bố kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty vào ngày 14 tháng 3, Giám đốc điều hành Rohes Mito Asmins Paperger khẳng định, Ukraine hiện là đối tác quan trọng đối với chúng tôi, nơi chúng tôi nhận thấy tiềm năng đạt từ 2 đến 3 tỷ euro doanh thu mỗi năm. Tại cuộc họp này, Rohen Mitho xác nhận đang lập kế hoạch xây dựng ít nhất 4 nhà máy sản xuất vũ khí ở Ukraine. Theo đó, các nhà máy tại Ukraine, quốc gia đang thiếu hụt đạn dược khi Nga giành được lợi thế trên chiến trường, sẽ sản xuất đạn pháo, xe quân sự, thuốc súng và vũ khí phòng không. Rohen Mitho có trụ sở tại Dusseldorf chuyên sản xuất các bộ phận dành cho xe tăng Leopard, phương tiện mà Berlin chấp thuận chuyển giao cho Ukraine sau nhiều do dự. Rohen Mitho đạt mức doanh thu kỷ lục 7,2 tỷ euro trong năm ngoái và đang hướng tới mục tiêu 10 tỷ euro trong năm 2024. Trước đó, các nước thành viên EU tiếp tục thể hiện cam kết ủng hộ Ukraine thông qua việc tăng thêm 5 tỷ euro, tương đương 5,5 tỷ đô la Mỹ, viện trợ cho Kiev. Số tiền này sẽ được bổ sung vào Quỹ Hòa bình châu Âu, EPF, trong năm 2024. Quyết định trên được thông qua giữa những bất đồng của 27 nước thành viên EU sau nhiều tháng đàm phán, điển hình như đề xuất của Pháp viện trợ cho Ukraine bằng vũ khí do các nước châu Âu chế tạo, hay Đức yêu cầu các khoản viện trợ riêng phải được tính vào quỹ EPF. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết, thông điệp của khối rất rõ ràng và EU sẽ hỗ trợ cho Ukraine bằng mọi cách. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba trong một tuyên bố về quyết định của EU nói, đây là một minh chứng mạnh mẽ và kịp thời thể hiện sự đoàn kết của châu Âu trong việc giúp Ukraine giành chiến thắng. Tính đến hiện tại, EPF đã hỗ trợ hơn 6 tỷ euro viện trợ cho Ukraine. Các đại sứ EU cũng đã đạt được thỏa hiệp về kế hoạch ưu tiên hàng hóa châu Âu bằng cách cho phép có những ngoại lệ đối với những vũ khí EU không thể cung cấp cho Ukraine trong thời gian ngắn. Sáng kiến trên được đưa ra vào thời điểm Mỹ, quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine đã hết tiền để gửi đến Kiev và đang phải vật lộn để có được khoản chi tiêu bổ sung tại Quốc hội Mỹ các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phản đối yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời cáo buộc chính quyền của ông Biden chỉ kéo dài xung đột mà không đưa ra kế hoạch chi tiết cho một chiến thắng cụ thể. Tranh cãi cũng ngày càng gia tăng về viện trợ Ukraine trong EU, khối này đã phê duyệt gói tài trợ trị giá 50 tỷ euro bị trì hoãn từ lâu cho Kiev vào tháng trước, sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố sẽ không phủ quyết đề xuất này. Ông Orbán lập luận rằng Ukraine không thể đánh bại lực lượng Nga và các lệnh trừng phạt của EU đã gây ra nhiều tổn hại cho các thành viên trong khối hơn là Moscow. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14 tháng 3 thừa nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công tàu chiến Nga ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen của Nga chịu nhiều tổn thất sau các cuộc tấn công của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Đáng chú ý nhất là vụ việc tuần dương hạm Moskva, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen, bị chìm vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Một số cuộc tấn công do Ukraine tiến hành sử dụng tên lửa hành trình không đối đất. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được là đẩy lùi hạm đội biển Đen và phá hủy nhiều tàu chiến của Nga nhằm đảm bảo một hành lang rộng mở từ Odessa đến eo biển Bosporus. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, một số tên lửa do NATO cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc mở hành lang này. Bình luận của Tổng thư ký NATO đưa ra trong bối cảnh đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo căng thẳng gia tăng khi các quan chức cấp cao Mỹ nói rằng phương Tây cần phải giúp Ukraine tấn công sâu vào Crimea. Theo ông Antonov, tuyên bố này cho thấy sự liên quan trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chính thức được thừa nhận. Trong khi đó, theo quan chức tình báo Ukraine, hai khu vực biên giới của Nga gồm Kursk và Belgorod hiện đã biến thành vùng giao tranh. Quan chức này cho biết các nhóm vũ trang người Nga chống lại Điện Kremlin đang tiến hành xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Ba nhóm có trụ sở tại Ukraine tuyên bố đang thực hiện các hoạt động vũ trang ở khu vực Bengorov và Kursk, đồng thời kêu gọi người dân địa phương sơ tán vì sự an toàn của chính họ. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Andriy Yusov, người phát ngôn Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho hay, Kursk và Bengorov hiện là khu vực diễn ra các hoạt động chiến đấu, đây là điều chúng tôi xác nhận ông yusuf nói rằng những thành viên người nga của ba nhóm vũ trang nói trên đang bảo vệ quyền dân sự bằng cách chống lại điện kremlin và họ không có sự lựa chọn nào khác giới chức nga cáo buộc các nhóm này nằm dưới sự chỉ huy của quân đội ukraine và cơ quan tình báo trung ương mỹ ở diễn biến khác liên quan, tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14 tháng 3 tiếp tục khẳng định an ninh của Pháp và châu Âu phụ thuộc vào cuộc xung đột tại Ukraine và nhấn mạnh không chủ trương đối đầu trực tiếp với Nga nhưng sẽ sử dụng mọi cách để Nga không giành chiến thắng. Tổng thống Macron đã đề cập Nga trong khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình TF1 và France 2 liên quan đến chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine mới được hai viện Quốc hội của Pháp thông qua. Mở đầu bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá thế giới đã biến đổi sâu sắc trong vài năm trở lại đây và cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đưa cuộc xung đột trở lại châu Âu khi chiến trường chỉ cách trụ sở nghị viện châu Âu tại thành phố Starbucks của Pháp chưa đến 1.500 km. Theo người đứng đầu nước Pháp, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở thời điểm đặc biệt và những gì đang diễn ra tại Ukraine sẽ mang tính sống còn đối với an ninh châu Âu và nước Pháp. Tất cả lựa chọn đều có thể, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bắt đầu một cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ không bao giờ chủ động. Điều đơn giản hiện nay là để có hòa bình cho Ukraine thì phải không được suy yếu và cần phải sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đạt mục tiêu là ngăn cản nước Nga giành chiến thắng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, ưu điểm trước mắt của Pháp và châu Âu là viện trợ khẩn cấp đạn dược cho Ukraine. Pháp và châu Âu đang liên hệ với các đối tác trên thế giới để mua lại vũ khí và chuyển giao cho Kiev. 27 quốc gia thành viên cũng đang tăng cường phối hợp trong việc cung cấp các loại vũ khí khác nhau cho Ukraine, từ pháo binh đến hệ thống phòng không, trong đó bao gồm cả việc sản xuất trực tiếp vũ khí ngay tại Ukraine. Ông Igor Kimaskovsky, cố vấn nước Cộng hòa Donetsk tự xưng DPR cho biết, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hỏa lực đối với ngôi làng Pervosmysko gần Adipka. Cũng theo vị cố vấn, phía Ukraine đang cố gắng phòng thủ với sự hỗ trợ của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố chiến thắng quan trọng mới trên mặt trận miền Đông. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Nevenskoy ở tỉnh Donetsk, đồng thời chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn trên chiến tuyến. Lực lượng Ukraine đã rút chạy nhưng một số bị Nga bắt giữ. Ông Kimakovsky cho biết Ukraine không sơ tán các binh sĩ bị thương ra khỏi Nevenskoy. Ngoài ra, tại các khu vực làng Novo Mikhailovska, vùng Donetsk và Ben-Gorovska vùng Lugang, quân đội Nga đã đẩy lùi các toán quân cùng trang thiết bị của Lữ đoàn Không kích 78 và Lữ đoàn Cơ động số 81 của lực lượng vũ trang Ukraine. Hệ quả phía Ukraine đã thiệt hại 350 binh sĩ, hai xe tăng, 4 phương tiện cùng các hệ thống pháo tự hành Gvovdika. Song Kiev cũng đã kịp rút trước một số hệ thống khí tài hạng nặng do phương Tây sản xuất ra khỏi Nevenskoy. Ông Kimakovsky cho hay, một số lượng lớn trang bị khí tài của đối phương do nước ngoài cung cấp chưa bị phá hủy. Điều này là do sau khi mất chiếc xe tăng Abram thứ tư gần Krasnogorska và Nevenskoy, lực lượng Ukraine đã kéo thiết bị về phía Krasnoamey. Hiện tất cả các khí tài chủ lực của phương Tây trong trang bị của Lữ đoàn 47 Ukraine có lẽ đều được đặt tại khu vực này. Trang tin Top World của Nga cho biết, sau khi giành quyền kiểm soát Nevenskoy, quân đội Nga đã giành lợi thế lớn trước đối phương về khả năng kiểm soát các cao điểm trong khu vực. Về việc lực lượng Ukraine đang tìm cách phòng thủ bằng FPV, Top World nhận định, FPV là vũ khí nổi bật với độ chính xác cao, tuy nhiên chúng vẫn khó có thể chống đỡ được trước các đợt tấn công của pháo binh và lực lượng không quân Nga. Cùng ngày 14 tháng 3, trang tin New.ru của Nga dẫn thông tin từ kênh Telegram chiến sự Geroman cho biết, với việc Nga giành quyền kiểm soát Nevenskoy, khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đang làm nhiệm vụ phòng thủ Pervosmashko sẽ rơi vào thế bị bao vây trong gọng kìm dọc theo tuyến nevenske pesky vodianoy Nga được cho là chiếm ưu thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử trong cuộc xung đột ở Ukraine khi thường sử dụng những hệ thống này để vô hiệu hóa UAV, bom và tên lửa của đối phương. Một báo cáo được Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia dạ Anh RUSI công bố cho thấy đa số UAV của Ukraine bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga phá hủy. Một phần trong các tài liệu bị dò dỉ của Lầu Năm Góc hồi tháng 4 năm ngoái tiết lộ, Mỹ lo ngại các hệ thống gây nhiễu của Nga đang làm giảm độ chính xác của các vũ khí do Washington sản xuất được cung cấp cho Kiev. Một báo cáo khác của RUSI công bố vào tháng 5 năm 2023 ước tính, cứ 10 km thì Nga có một hệ thống tác chiến điện tử dọc tiền tuyến. Ngoài ra, những tiến bộ trong tác chiến điện tử đồng nghĩa với việc Ukraine cần các vũ khí mới để thay thế các tên lửa của Mỹ hoặc điều chỉnh để vượt qua hệ thống của Nga. Báo cáo này cũng khẳng định Nga đang phá hủy kỷ lục 333 UAV của Ukraine mỗi ngày. Cả Nga và Ukraine đều tiếp tục nỗ lực nâng cấp năng lực tác chiến điện tử. Ukraine thông báo, bên cạnh tăng cường quy mô sản xuất UAV, nước này cũng mở rộng sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử để đối phó với UAV của Nga trong khi Ukraine đang sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử thời Liên Xô từ khi xung đột nổ ra, thì hiện nước Nga đã triển khai một hệ thống tác chiến điện tử trên toàn quốc và có tên là Pokorova. Trong khi thông tin chi tiết về hệ thống này vẫn khan hiếm, thì mục tiêu chính của nó là chế áp định vị vô tuyến vệ tinh, dọc giới tuyến và ở hầu hết các khu vực của Ukraine, đồng thời thay thế trường định vị vô tuyến vệ tinh. Ngày 14 tháng 3, Ban Quản lý Nhà máy Điện Hạt Nhân Zaporizhia cáo buộc lực lượng Ukraine đã thả một quả bom gần các thùng chứa dầu diesel đặt tại cơ sở này. Theo đài RT của Nga, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông Yuri Chaknuk, giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đã chỉ vào một miệng hố trên mặt đất mà ông cho rằng được tạo ra bởi một thiết bị nổ thả từ máy bay không người lái của Ukraine. Nhà máy Zaporizhia được trang bị các máy phát điện diesel dự phòng sẽ hoạt động khi nguồn điện từ lưới điện bị cắt. Các thiết bị trong nhà máy cũng cần được cấp điện liên tục để đảm bảo vận hành an toàn, ngay cả khi các lò phản ứng hạt nhân không hoạt động. Nhưng kể từ khi xung đột nổ ra, tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra ở địa điểm này. Ông Trang giải thích, việc phá hủy những thùng chứa hoặc dò dỉ nhiên liệu không chỉ gây ra hỏa hoạn mà còn dẫn đến thất thoát đáng kể lượng dầu diesel dự trữ. Do đó, khả năng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của nhà máy sẽ bị giảm đi rất nhiều. Một nguồn tin giấu tên cho rằng vụ đánh bom này là một phần trong chiến thuật đe dọa của Ukraine. Ông Chernuk nhấn mạnh, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc, luân phiên quan sát viên đóng quân ở đây. Tổ chức này nói với truyền thông Nga rằng họ đã biết về vụ việc nhưng không đưa ra bình luận gì thêm. Sau vụ việc, tình hình ở thành phố Energoda, nơi đặt nhà máy điện Zaporizhia đã ổn định. Phía Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên. Trong diễn biến liên quan, ông Iva Chetlap Glavkov, thống đốc vùng biên giới Ben-Gorod của Nga cho biết một dân thường đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực này. Ông tiết lộ thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không gần thành phố. Thống đốc Glapkov nói và cho hay xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường vụ việc. Lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không trên bầu trời Bengorod và quận Bengorod. Theo thông tin ban đầu, lái xe ô tô du lịch đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngoài ra, hai phụ nữ bị thương và một người đàn ông đang cần trợ giúp y tế khẩn cấp. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đã mất tới 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị khi tìm cách xâm nhập vùng Bengorod của Nga nhưng bất thành. Thông tin trên do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 3. Cụ thể, nhóm binh sĩ Ukraine đã vượt qua biên giới Nga và đang di chuyển về phía làng Spoda Rusino thì bị máy bay và pháo tấn công. Nga thông báo Ukraine đã mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe Ramin mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự. Theo mô tả trong bài đăng trên mạng xã hội, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa TOS để tấn công một nhóm binh sĩ Ukraine. Đây là hệ thống phóng đa nòng sử dụng đạn nhiệt áp được dùng để tấn công binh sĩ trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố đoạn video về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine. Trong vòng 24 giờ, tỉnh Bengorod cũng đã phải hứng chịu hơn 300 vụ pháo kích của Ukraine, ảnh hưởng đến thành phố Bengorod và 16 khu vực. Đây là mức kỷ lục mới, vượt đáng kể số vụ tấn công trung bình hàng ngày trước đây là nhằm vào từ 3 đến 7 khu vực hãng thông tấn TASS đưa tin Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đưa ra tối hậu thư đối với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể có tên viết tắt là CSTO do Nga dẫn đầu. Ông tuyên bố Armenia sẽ rút khỏi CSTO trừ phi khối an ninh này nêu chi tiết được cam kết theo cách mà Yerevan thấy thỏa đáng. Tuy nhiên, hiệu ông Pashinyan chưa đưa ra thời hạn để CSTO phải có câu trả lời. Động thái này của Armenia được xem là một bước gia tăng căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ giữa Armenia-Nga và Armenia-CSTO. Theo đánh giá của chuyên gia, các động thái của Armenia như một cái tát công khai vào Moscow. Viện nghiên cứu chiến tranh có tên viết tắt là IFVK, trụ sở tại Washington cho rằng Điện Kremlin có thể đang chuẩn bị một phản ứng gay gắt nhắm vào Armenia và Thủ tướng Pashinyan có thể phải đón nhận những hệ lụy đáng kể. Nhận định này có phần được củng cố sau cảnh báo nghiêm khắc của Bộ Ngoại giao Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, nước Nga đang cảm thấy báo động trước những lời lẽ xúc phạm và tối hậu thư mà giới lãnh đạo chính trị Armenia đang nhằm vào Moscow. Để cứu vãn tình hình, Nga khuyên Yerevan nên sử dụng các kênh liên lạc thích hợp. Bà Zakharova cũng lưu ý rằng Nga không phản đối quyền của bất cứ quốc gia nào trong việc xác định chính sách đối ngoại của mình dựa trên lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, hành vi của Armenia là không đúng mực đề cập tới việc chính quyền Armenia yêu cầu Nga rút lực lượng biên phòng tại sân bay Zvanot ở thủ đô Yerevan. Bà Zakharova khẳng định mọi quyết định liên quan sẽ phải được phía Nga đưa ra sau cuộc đàm phán liên bộ trưởng. Theo tổng biên tập tờ Jam New, bà Mararita Akhidani, các biện pháp trả đũa trước của Nga có thể nhắm vào kinh tế bởi ở khía cạnh này Armenia phụ thuộc rất lớn vào Moscow. Tuy nhiên, nga khó mà trừng phạt triệt để Armenia bởi Moscow vốn đã cắt đứt quan hệ với EU, có lẽ sẽ không muốn lãng phí các thị trường lân cận còn lại. Trong khi đó, nhiều ý kiến tại Armenia lo ngại rằng nga có thể trừng phạt Armenia thông qua Azerbaijan. Tuy nhiên, theo quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, những hành động của Baku trong vài năm qua cho thấy họ không hẳn đi theo sự dẫn dắt của Moscow. Chuyển sang diễn biến xung đột giữa nga và ukraine. Trong bối cảnh xung đột đang gia tăng, giới phân tích cũng cho rằng Mỹ cần tìm mọi cách để vừa chấm dứt được cuộc xung đột, vừa giữ được thể diện của mình trước Nga. Hãng tin Nga RIA Novosti có bài bình luận cho biết, trước kết cục chiến thắng rõ ràng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, có một cảm giác rõ ràng rằng sự hỗn loạn đang ngự trị ở thủ đô các nước phương Tây, nó đã chuyển từ kinh ngạc thành hoảng loạn. Một câu hỏi treo lơ lửng trong im lặng của ấn phẩm Mỹ Politico có tựa đề, tại sao phương Tây đánh mất Ukraine? Với câu hỏi không lời đáp là làm thế nào mà phương Tây với các tàu sân bay và tiềm năng kinh tế tổng hợp 60.000 tỷ đô la Mỹ vượt trội hơn tổng GDP của Trung Quốc, Nga và Iran cộng lại đã không thắng nổi một quốc gia hậu Xô Viết đang suy thoái và cuối cùng phải quỳ gối trước ông Putin. Mạng lưới phân tích chiến lược Network for Strategic Analysis một tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về chiến lược cho Bộ Quốc phòng Canada gần đây đã công bố một báo cáo về chiến lược của phương Tây ở Ukraine. Lần đầu tiên trong những năm gần đây, đã có một tài liệu của phương Tây mô tả rõ ràng những lựa chọn mà giới lãnh đạo Mỹ và các đồng minh có trong tay và những gì mà phương Tây sở hữu. Theo đó, một chiến thắng quân sự cho Ukraine là điều cực kỳ khó xảy ra, ngay cả khi có sự hỗ trợ liên tục của phương Tây. Chiến thắng theo nghĩa giành lại lãnh thổ không còn được bàn đến nữa. Phía Nga đang có đà tiến thuận lợi và chưa có ý định dừng lại. Trong khi đó, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc và xung đột đang nảy sinh giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đồng minh. Trong bối cảnh đó, sự chia rẽ đang diễn ra ngày càng sâu sắc ở phương Tây khi số lượng người phản đối viện trợ cho Ukraine và yêu cầu chấm dứt xung đột ngày càng tăng. Phương Tây không còn có thể che đậy toàn bộ hành vi bòn rút viện trợ và tham nhũng của chính quyền Kiev trong khi ukraine đang nhanh chóng cạn kiệt nguồn nhân lực và vũ khí thì phương tây dường như đang mất dần niềm tin vào chiến thắng của ukraine và bắt đầu suy nghĩ về sự cần thiết về một thỏa thuận hòa bình với nga kể cả phải nhượng bộ lãnh thổ phương tây sẽ thua trong cuộc xung đột tiêu hao trước nga và các đồng minh họ đang muốn tạo điều kiện để chấm dứt xung đột ở ukraine đồng thời giữ thể diện của mình trước nga nhà trắng cũng đã tính toán sai sức mạnh của mình và vướng vào một cuộc xung đột không thể thắng Do đó, họ phải thừa nhận sự cần thiết phải từ bỏ Ukraine. Còn số phận của Ukraine có thể sẽ do các nước khác quyết định. Châu Âu sẽ buộc phải tuân theo bất kỳ quyết định nào của Hoa Kỳ. Với những phân tích và nhận định ở trên, căn cứ vào tình hình thực tế của xung đột Nga-Ukraine, chiến lược hợp lý duy nhất của Mỹ, EU và NATO là rút khỏi cuộc xung đột, để lại Ukraine với cái mớ hỗn độn mà chính phương Tây đã bày ra ở nước này. Theo hãng thông tấn Kurin From, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, chỉ tính trong ngày 14 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 14 lần nã tên lửa, 103 lần không kích, 45 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt có tên viết tắt là MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều khu chung cư, hộ gia đình và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng có 68 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày này. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sinvachina và Slobozanchina, miền đông Ukraine, quân đội Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Bengorod giáp với Ukraine. Hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkiv bị tấn công. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 57 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các thành phố chủ lực Liman, Bakhmut, Adiivka và Novo Pavlivka trong ngày qua. Tại tỉnh Zaporizhia, quân trên bộ của Nga 6 lần tấn công các vị trí của Ukraine tại làng Robotin và phía tây làng Bervo. Khoảng 20 khu định cư ở khu vực này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân đội Nga. Tại tỉnh Kherson, quân đội Nga cố gắng tấn công các vị trí của quân đội Ukraine nhưng không thành công. Các lực lượng Moscow đã pháo binh và súng cối vào khoảng 20 khu định cư ở Kherson, Lviv, Ivanivka, Sadop, Olivka và Mikoliivka. Theo Kurinform, Nga mở thêm một trục tấn công mới ở làng Vrinivki thuộc thành phố Orykiv, Zaporizhia. Theo hãng thông tấn TASS, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, Nga, Ông Iva Cheplap Glapov cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã triển khai đoạn máy bay không người lái UAV tấn công tỉnh Bengorod vào sáng ngày 14 tháng 3. Đòn tấn công của Kiev khiến một người thiệt mạng, 12 người bị thương, có hai người trong đó đang nguy kịch. Một cơ sở y tế, 8 chung cư, 14 nhà dân và 53 ô tô bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Ở chiều đối diện, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Moscow trong ngày qua ngăn chặn một nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm đột nhập vào khu vực biên giới của Nga thông qua khu định cư Spata Gudyano ở Bengorod. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất tới 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị trong nỗ lực bất thành nhằm tiến vào vùng Bengorod của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm binh sĩ Ukraine đã bị máy bay và pháo binh tấn công khi vượt qua biên giới Nga và di chuyển về phía làng Spada Gusano. Moscow tuyên bố Kiev mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự. Trước đó, 3 đội dân quân do Kiev hậu thuẫn được trang bị vũ khí hạng nặng đã tìm cách tiến vào khu vực Kurt và Bengorod của Nga. Trong cuộc tấn công này, Nga cho biết phía Ukraine đã mất hơn 230 binh sĩ, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép trở quân. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Ukraine vào các khu vực biên giới Nga kể từ năm 2023. Thụy Điển đã trở thành thành viên chính thức của NATO. Quá trình chuyển đổi này cho phép Thụy Điển tham gia đầy đủ vào các hoạt động của Liên minh, thay vì chỉ quan sát các cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương và Ủy ban quân sự NATO. Việc tham gia tích cực vào các cuộc tập trận chung, lập kế hoạch mua sắm vũ khí và trao đổi thông tin giờ đây sẽ được tăng cường. Mới đây, Thủ tướng Thụy Điển Út Kinterson cho biết trong bối cảnh Nga quân sự hóa ngày càng tăng, việc tăng cường phòng thủ trong nỗ lực bảo vệ đảo Gotland ở biển Baltic khỏi Nga, nơi thường được gọi là tàu sân bay khổng lồ, là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Thụy Điển nói thêm rằng vấn đề này sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên trong chương trình nghị sự với các đối tác trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Thủ tướng Út Kittersen lưu ý rằng sự hiện diện quân sự của Thụy Điển tại Gotland luôn ở mức không đáng kể và các quốc gia NATO khác ở Bắc Âu thường nói rằng đây là một điểm yếu nghiêm trọng đối với liên minh. Về vấn đề này, Thủ tướng Thụy Điển đề nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai lực lượng ở biển Baltic, trong đó có hệ thống giám sát và tàu ngầm. Tờ Financial Times viết, sau khi gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Thụy Điển có thể trở thành trung tâm hậu cần của Liên minh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chuyển quân của NATO. Cựu Thủ tướng Gadbert nói rằng tư cách thành viên NATO của Thụy Điển sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả phòng thủ và gian đe ở Bắc Âu. Việc chuyển quân và thiết bị qua Gotland có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phòng thủ của Latvia, Litva và Estonia. Ngoài ra, việc sử dụng lãnh thổ Thụy Điển cho hoạt động hậu cần sẽ làm giảm sự phụ thuộc của các nước vùng Baltic vào hành lang Suwaki. Gotland nằm cách biên giới Kaliningrad khoảng 300 km, nơi có hạm đội Baltic của Nga hòn đảo này đóng vai trò là trung tâm chiến lược để kiểm soát biển Baltic, nơi cũng giáp với thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg. Ngoại trưởng Latvia Kristjanis Karin trước đó có nói với tờ Financial Times rằng việc Conland và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ thay đổi toàn bộ tính toán. Điều đó có nghĩa là quyền kiểm soát chiến lược biển Baltic sẽ thuộc về NATO. Đó là một việc mà Nga hiểu rất rõ trong những tháng gần đây nato đã có những động thái nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới phía đông đặc biệt là tập trung vào việc tăng cường phòng thủ ở những nước baltic một số nước châu âu đã bày tỏ lo ngại rằng nga có thể tìm cách tấn công các nước vùng baltic như litva latvia và estonia trong thập kỷ tới tuy nhiên moscow phủ nhận mọi ý định châm ngòi xung đột lớn hơn với khối phương tây Ngày 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga do có hành động không phù hợp với địa vị ngoại giao. Bộ Ngoại giao Áo nêu rõ các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga là những nhân vật không được hoan nghênh theo điều 9 của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Họ sẽ phải rời khỏi Áo vào ngày 19 tháng 3 tới. Trước thông tin Áo trục xuất các nhà ngoại giao Nga, hãng tin TASS, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày tuyên bố Moscow sẽ đáp trả động thái này. Trước đó, Đài RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu tập đại sứ Mỹ Linnes Chassi tới để thông báo về tình trạng pháp lý đã thay đổi của ba tổ chức phi chính phủ NGO đang được đại sứ quán Mỹ hậu thuẫn. Nhà chức trách Nga cho biết, các tổ chức này đang thực hiện các dự án có tính chất chống Nga nhằm mục đích tuyển dụng các tác nhân gây ảnh hưởng dưới chiêu bài trao đổi giáo dục và văn hóa. Bà Chassi cũng được trao công hàm chính thức yêu cầu đại sứ quán Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức bị Moscow cấm hoạt động. Trong đó, trang web chính thức và tài khoản mạng xã hội của Đại sứ quán cần phải xóa mọi đề cập đến những NGO nói trên. Công hàm cũng nhấn mạnh Moscow sẽ hành động để ngăn chặn bất kỳ hành động lật đổ và phổ biến thông tin sai lệch nào, kể cả trục xuất các nhân viên Đại sứ quán Mỹ nếu họ vi phạm luật pháp Nga. Một tổ chức bị xếp vào danh sách không được chào đón ở Nga sẽ bị đình chỉ nhiều quyền. Họ không được phép thành lập văn phòng hoặc sử dụng hệ thống tài chính của mình tại nước này, cũng như không thể xuất bản bất cứ thứ gì dưới tên của mình. Các cá nhân và tổ chức cũng bị cấm thực hiện mọi giao dịch nào với những nhóm như vậy ở bất kỳ khu vực pháp lý nào thuộc Nga. Trong một động thái khác, thành viên mới của NATO là Phần Lan vừa thông báo những ô tô mang biển số Nga phải rời khỏi lãnh thổ nước này chậm nhất là vào ngày 15 tháng 3, nếu không sẽ bị tịch thu. Theo hãng tin Reuters, hải quan Phần Lan giải thích biện pháp này được thực hiện chiều theo lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu EU đối với Nga, cũng như chính sách được Bộ Ngoại giao Phần Lan công bố tháng 9 năm 2023. Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm 2023. Từ ngày 16 tháng 3, người điều khiển ô tô mang biển số Nga phải chứng minh quyền sở hữu phương tiện ở Phần Lan nếu như bị cảnh sát chặn lại. Những phương tiện không thuộc trường hợp ngoại lệ sẽ bị tịch thu và đưa ra khỏi lãnh thổ Phần Lan, ngoài ra chủ sở hữu phương tiện còn phải nộp các loại thuế. Chỉ những phương tiện thuộc sở hữu của sinh viên toàn thời gian và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời gian hợp lệ mới có thể tạm thời ở Phần Lan. Những chiếc xe này phải được đưa vào nước hợp pháp trước khi lệnh cấm nhập khẩu có hiệu lực. Ngoại lệ cũng áp dụng đối với ô tô sản xuất ở Phần Lan theo quy định trừng phạt của EU, như ô tô thuộc sở hữu của công dân Liên minh thường trú ở Nga. Hải quan Phần Lan cho biết thêm, những chiếc ô tô mang biển số Nga hiện không thể rời khỏi nước này qua biên giới với Nga do các điểm qua lại giữa hai nước vẫn đóng cửa đến ngày 14 tháng 4. Đáng nói, hải quan Phần Lan không cung cấp thông tin về số lượng xe đăng ký tại Nga đang có mặt ở nước này. Tổng thống Pháp Macron lần đầu nêu ý tưởng cách đây hai tuần khi nói phương Tây, NATO không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine. Hầu hết các nước thành viên NATO đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng này. Tuần trước, ông Macron làm rõ hơn tuyên bố cho biết Pháp có thể đưa quân đến Ukraine nếu quân đội Nga tiến tới Kiev hoặc Odessa. Bà Zakharova nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Moscow, tất cả các tuyên bố này của ông Macron và các chính trị gia NATO khác cho thấy toàn tính về các phần lãnh thổ còn lại ở Ukraine. Vấn đề lãnh thổ cũng là lý do vì sao Kiev chưa chính thức được mời gia nhập NATO. Bà Zakharova nêu quan điểm của Nga, mời Ukraine gia nhập đồng nghĩa tất cả các nước thành viên NATO phải công nhận biên giới lãnh thổ Ukraine và không phải tất cả đều sẵn sàng làm như vậy. Theo bà Zakharova, những diễn biến hiện nay là sự chuẩn bị của NATO, bà nói. NATO nói về cách đối phó Nga, nhưng thực chất là họ đang toàn tính phân chia lãnh thổ Ukraine. Kịch bản gửi quân đội tới Ukraine ban đầu được xem là mơ hồ theo cách khẳng định của nhà lãnh đạo Pháp giờ lại đang trở thành chủ đề nghiêm túc tại châu Âu cũng như các thành viên NATO. Từ chỗ đơn độc và có phần táo bạo khi đưa ra đề xuất, ông Macron dường như đang tìm thấy tiếng nói chung với một số nước về vấn đề này. Trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Stéphane Cijone mới đây, Ngoại trưởng Litva Gabriel Lust Lansbergis đã nhấn mạnh rằng Litva đồng ý thảo luận về khả năng đưa binh sĩ của NATO tới Ukraine. Ngoại trưởng Litva cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine mọi điều mà quốc gia Đông Âu này cần theo giới phân tích pháp đang xây dựng một liên minh với các nước cởi mở trong đó có khu vực baltic với phương án đưa binh sĩ nato tới ukraine tuy nhiên đề xuất này đến nay vẫn vấp phải sự phản đối của không ít quốc gia thành viên liên minh châu âu và nato trong một tuyên bố thủ tướng slovakia robert fico nhấn mạnh bạn có thể gửi tất cả vũ khí trên thế giới đến ukraine bạn có thể gửi rất nhiều tiền đến đó bạn cũng có thể gửi rất nhiều sự trợ giúp về mặt hậu cần tuy nhiên theo quan điểm của tôi cuộc chiến này không có giải pháp quân sự và sẽ không bao giờ không chỉ các thành viên liên minh châu âu ngay cả mỹ đến nay vẫn không ủng hộ ý tưởng này của pháp